thì nó gồm có những có module chính đúng không? Chúng ta hiển thị trên LCD có Rene, khối LED 7 thanh, LED đơn thì kết hợp với có nút bấm, thì kết hợp giữa việc đưa khối Rene và thay đổi điện áp để đọc hiển thị lên LCD. Thì chúng ta bạn sẽ bắt đầu vào quá trình nạp chương trình cho khối LCD và ADC. Đầu tiên kích vào cái đầu tiên đặt tờ giấy lên, đặt tờ giấy lên từ rồi cắm cắm đi, cắm vào đi cho nó nhận đi, chưa hiểu cái check 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 tuần tuần check tuần check company rồi ok import chương trình LCD từ đó kích vào open đi, kích vào open đi, đừng nạp vội, bên dưới chỉnh nhựa năm xuống năm dưới 5V 2,5 kích kích giữ liền cho được. Nhìn chuột vào đây rồi. À. Biết rồi. Rồi, ok. Đây xong. Rồi, đừng không ăn được. Cái này không ngồi ra như kia. Còn yêu nữa. Anh đã thấy quá trình đây đọc tín hiệu lên LCD và tiếp theo chúng ta sẽ thay đổi giá trị của IC. Dạ. Vâng. Bạn biết trả. Vâng. Đây cái tôi biết được. Đây chúng ta thay đổi giá trị của ADC. Đây, nhảy đây. Nhảy nét đây. Thay đổi cái đấy để thay đổi biên trở đầu vào, thay đổi cái giá trị điện áp đầu vào hiển thị lên với khối tức là chúng ta được quan sát thay đổi giá trị trở của đồ án để hiển thị lên, chúng ta để quan sát qua cái màn hình LCD này. Nhưng mà lúc đấy không nhìn thấy à? Dạ, không phải là không nhìn thấy, tức là nó đứng nguyên một tức là mình để thay đổi cái giá trị cái đấy chỉ khi nào mà không nhìn thấy thì mình chỉnh chứ, chứ nhìn thấy rồi chỉnh đi. Bên trả lên thì nào? Bên trả lên thì nào? Chỉnh cái giá trị ADC tối đa thì cái giá trị ADC chỉnh lên tối đa. Nhảy lên menu. Nó giảm ở đây, quay ngược lại. Run đi. Tối đa dài là 382. Chị ăn được không? Giá trị 382. 300 bao nhiêu? 82. 382 là tối đa à? Em chưa. Em chưa em cũng chưa rõ lắm, bởi vì khi mà em xoay giá trị xoay cái biến trở đi
theo hai chiều thì khi mà đi qua giá trị này nó thay đổi thì qua giá trị 382 thì bạn theo chiều ngược thì nó sẽ đi xuống, lận theo lên thì qua 382 đi xuống. Em cũng chưa thử hết. À, lịch sử em bao nhiêu biết đấy? 8 bit ạ. 8 bit ạ. Vâng. Giỏi. 8 bit thì hiện 382 thì đúng là quá rồi. 16 bit. À. 16 bit. Của em là 16 bit ạ. 16 bit. 16 bit ạ. Vâng. Ui thiên cả. Của mình khai mà. Của mình khai. 16 bit đến giờ thầy cả. Pick của em là 18, 16F 87, 887 ạ. Không làm là cho ADC tối đa được ạ. Anh là mạch lỗi rồi, như này đi mạch lỗi ạ. Không, có thể là... Có đúng không? Không ạ. Mạch không lỗi ạ, không lỗi thì nó phải lên. 16 bit là hay bao nhiêu bit nhỉ? Ồ, 10 bit. 10 bit tối đa lên được bao nhiêu? 1024 ạ. Chắc không? Dạ. Nghe lời người khác là không đúng đâu. Mày kéo đúng mạch. Xoay nó chỉ ra cái giá trị đấy. Rồi em. Cắm nó nèo. Cái dây cắm luôn nhau. Đây là bảo chú rồi, cắm đâu mà cái nam đi. Đâu tay nhỉ, sao mà thấy. Đây thấy. Đúng là thấy là cái thay đổi cái khi cái rô ne này nó hoạt động. Rô ne này thay đổi giống cái nhóm kia thế nhỉ? Bọn em cùng chung ý tưởng. Tức là bọn em thì thiết kế thì có những cái điểm giống nhau thì rồi tí cho dơ le nháy một giây một lần như này nháy xem được không? Một giây con A sau một giây con B như này là chứng tỏ dơ le đang bị loạn chứ không phải là dơ le chạy bình thường thôi nhé. Không. Có đúng không? Theo em cảm giác dơ le đang bị loạn không? Em nghĩ là nó có cái thời gian trễ và thời gian nháy như nhau. Phải, bây giờ nghe thầy nghe này thì khẳng định là nó loạn dấu. Thì em chứng minh là nó không loạn được thầy. Cho đúng một giây nhảy một cái, bật dây, tắt dây, bật dây, tắt dây, bật nhá. Rồi, coi như bài toán này tạm ghép này. Vâng. Xong nào xem. Mã số sinh viên em bao nhiêu? 348, 0951030318. Nguyễn Văn Nghiệp với bạn là này. Em là Ngô Thanh Tâm. Ngô Thanh Tâm ạ. Vâng. Check. Đi về là được đấy. Chị chơi những tình chơi khác không? Xoáy lấy đấy, xoáy chơi gì cũng lấy được đấy. Chọn chương trình. Lúc nào chỉnh mã nguồn thì em bao lại. Yeah. Cái đầu tiên. Giờ đấy cái gì? Net nha. Net 1 đấy. Trên chưa? Kích viết đi. Kích viết đi. Sao bạn chưa chưa? Bạn quái nữa, phải bạn Hà đang đánh nhỉ? 353 đúng không?
với bạn nhóm cùng nhóm là Quách Gia Như à? Đúng rồi, nghe bệ thanh đó. Nghe bệ thanh thì bạn cho nó bỏ. Đây. Không, thử đây. Thử xong nó lên. Ngồi. Cắm lên bệ thanh ra. Nguồn kia. Nguồn kia. Viết đi. Ô, chèm thì lại in ra mới viết à? Dạng năm hôn viết đi. Không được nữa chèm. Sao? Mình lấy nguồn kia. Mình lấy thảo ra lấy nguồn kia. Chết rồi, bị làm đi. Cái này nó lại cùng. Xem mình mạnh nạc thôi. Giữ lại nha, giữ lại đó. Giữ lại cái chân cắm. Cái đấy nó bị. Chính lại những cái rắc cắm ấy. Nó bị lỏng. Rắc ấy. Tại cái rắc của mình lỏng quá. Cắm chặt ạ. Thì mã mới ra chỗ cắm ạ. Không phải, tại cái em không mua được cái dâm nực ở đây nữa mà giờ toàn dâm cái. Hôm qua thì cậu ấy là cái dâm nực. Đây là quá trình cắm nó hơi bị lắm. Có cho cái số 1234 được không? Được. Mất bao nhiêu lâu? Em chưa khép được.